Hi mọi người, hôm nay mình sẽ ăn sò huyết sốt mắm Thái nha. Mình mua tầm nửa ký sò huyết tươi sống, đem đi rửa sạch và tách vỏ. Mắm Thái thì mình cho vào đây ớt với lại hành tím rồi mình đâm dập. Và mình cho vào đây một muỗng đường vàng Thái. Loại đường này thì dạng sệt nên mọi người nhớ nấu nước ấm để đổ vào cho nó tan đường ra nha. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng bột ngọt. Mình vắt vào đây tầm một trái chanh nha, liều lượng thì tùy mỗi người thôi. Rồi mình cho thêm một ít wasabi rồi mình trộn đều. Còn nước mắm Thái thì mình cứ liều lượng cho theo cái khẩu vị của mọi người. Mình làm nửa ký thì mình cho tầm 4 muỗng nước mắm Thái là vừa ăn rồi. Còn về sò huyết thì mình đã tách sẵn rồi nè. Kèm vào đó là có đậu bún và cà chua bi và một ít rau ngò gai. Xong rồi mình rưới cái nước mắm Thái lên, mình để tầm 5 phút cho nó hấm vào rồi mình ăn thôi nha. Mùa này mình tìm sò huyết cồ nhưng mà không có mọi người, nên là mua cái loại sò huyết nhỏ này ăn đỡ nhưng mà cũng ngon dữ lắm. Ăn thì cái vị mắm Thái nó vừa thơm, mặn mặn, chua chua, cay cay nè. Còn sò huyết thì ăn nó giòn giòn, sực sực, rất là ngon luôn. Nhưng mà món này bạn nào mà ăn sống được thì mới ăn được nha. Do là ăn không quen thì cái mùi nó hơi tanh tí xíu. Còn ai ăn quen rồi thì sẽ thấy nó rất là ngon luôn. Biệt là mình có thể ăn kèm bún và nhiều loại rau củ khác nữa. Cái này ăn càng cay thì càng ngon mọi người, đặc biệt là làm nó chua chua tí xíu. Cái phần này nửa ký kèm rau củ thì mình ăn vừa đủ thôi. Còn ai ăn đông đông á thì mua tầm 1-2 ký mình làm ăn sẽ đã hơn nha. Với lại con sò huyết này cũng nhỏ nên mình ăn nó mau hết lắm. Và để đỡ cái mùi tanh hơn, mọi người có thể ngâm sò huyết với lại soda cũng được nha. Và có bạn nào không ăn được đồ sống mà ăn được món sò huyết không, comment cho con biết với nha.